kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Ms. Thor là vận động viên taekwondo đầu tiên của Lesotho đủ điều kiện tham dự Olympic sau 20 năm. Nhưng có một điều khiến cô trở nên đặc biệt hơn thế, đó là danh hiệu Hoa hậu Lesotho. Michelle Thor xuất thân trong một gia đình có truyền thống về môn taekwondo. Tuổi thơ của cô gắn liền với sàn đấu của bộ môn võ thuật này Bố cô, ông John Molistow là một huyền thoại Taekwondo của Lesotho. Ông qua đời khi Marshall còn nhỏ, nhưng trong hào quang từ những chiếc huy chương của ông, cô trưởng thành cùng lòng ngưỡng mộ bố mình. Mẹ của Marshall cũng từng là một vận động viên trong đội tuyển Taekwondo quốc gia của Lesotho. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Marshall đam mê và lựa chọn môn thể thao này làm sự nghiệp chính của mình. Ngoài Taekwondo, Marshall còn có một nghề nghiệp khác tưởng chừng như rất trái ngược, đó là người mẫu Cô đã giành ngôi vị quán quân về nhan sắc của Les Tautor vào năm 2017 và thậm chí còn lọt top 3 trong cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Marshall thừa nhận việc mình vừa làm người mẫu, vừa làm võ sĩ taekwondo khiến cho nhiều người bối rối. Cô cho biết khi mình theo học taekwondo, nhiều người quen đã phản đối bởi họ cho rằng đây không phải là một lựa chọn dành cho phụ nữ và việc tập võ có thể khiến cô trở nên nam tính hơn. Marshall đã bộc lộ năng khiếu phi thường trên sàn đấu ngay từ khi còn nhỏ, sau đó thống trị các sự kiện địa phương và khu vực ở hạng cân 49kg nữ. Tuy nhiên, trong vai trò một người mẫu với giày cao gót, lớp trang điểm và một mái tóc cầu kỳ, Marshall lại hết sức nữ tính, mềm mại và điềm đạm. Và người hâm mộ thường đặt câu hỏi tại sao cô lại có thể cân bằng cả hai việc cùng một lúc. Về vấn đề này, Marshall Tho cho biết khi bước lên võ đài, cô trở thành một con người khác so với con người ngoài đời thực. Cô là một con người khá nhút nhát và nhẹ nhàng ở ngoài đời. Cô thay đổi khi tập Taekwondo. Khi cô bước ra khỏi môn võ đó, cô lại mềm mỏng trở lại. Cô cảm thấy bản thân có rất nhiều tính cách cần khám phá xem mình là ai. Tại vòng loại châu Phi năm 2024, Marcel đã giành được suất tham dự Olympic Paris ở hạng cân 49 kg nữ với chiếc huy chương bạc. Đây cũng là một trong bốn huy chương cô giành được trong các cuộc thi cấp châu lục. Cô tự tin rằng mình có thể trở thành vận động viên đầu tiên của nhóm dân tộc Mosotor bước lên bục vinh quang của một kỳ Olympic. Michael sẽ trở thành một trong bốn vận động viên taekwondo của Mosotor, từng tham gia Olympic. Hai trong số ba người còn lại cũng là vận động viên nữ. Leif -le Alina, Tame là người đầu tiên giành được vinh dự này tại Olympic Sydney 2000. Nhưng kể từ khi Lionel Murchison tại Athens 2024, không có vận động viên taekwondo nữ nào của quốc gia này giành vé tới thế vận hội tại Olympic Paris 2024. Lesotho, quốc gia chưa từng giành huy chương Olympic, sẽ có 3 vận động viên đại diện tham dự. Kim Jae-ji trở thành hiện tượng mạng xã hội trong lần đầu tranh tài tại Olympic Paris 2024 nhờ phong thái xoái tỉ. Nữ xạ thủ người Hàn Quốc sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng trong hạng mục thi sắp tới. Kim Jae-ji, xạ thủ của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc, đang có phần thể hiện ấn tượng tại Olympic Paris 2024. Cô giành huy chương bạc ở nội dung súng ngắn hơi 10m ngày 28 tháng 7, Kim Jaeji xếp sau Ojejin, đồng hương 19 tuổi đạt huy chương vàng. Trong lần đấu tranh tài tại Olympics, xạ thủ gây chú ý nhờ phong thái sắc bén bình tĩnh trong suốt phần thi. Tạp chí GQ Glamour gọi Kim Jaeji là ngôi sao thời trang có phong cách đột phá của Olympic 2024. Nữ xạ thủ diện trang phục thể thao, đội mũ bóng chày, sở hữu phong thái thần bí của một nhân vật bước ra từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Fila nhanh chóng được săn lùng giáo diết nhờ sức lan tỏa của Kim Jae Kim Jae có con gái 5 tuổi, hiện đang học mẫu giáo. Hai mẹ con không có nhiều thời gian gần gũi, chỉ gặp nhau thông qua các cuộc điện thoại video do lịch trình thi đấu bận rộn. Phụ kiện chú voi bông trên trang phục của nữ xạ thủ Kim là bùa may mắn do con gái cô tặng. Một clip khác ghi lại phân thi của Kim Jae trong giải vô địch bắn súng thể thao quốc tế 2024 ISSF World Cup tổ chức tại Baku, Azerbaijan vào tháng 5 vừa qua đã được lan truyền. Nữ xạ thủ Hàn Quốc giành huy chương vàng lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung súng ngắn 25m nữ với điểm số 42. Clip dài 27 giây hút hơn 30 triệu lượt xem tính đến ngày 1 tháng 8. Vận động viên người Hàn Quốc cực xoái trong tư thế ngắm bắn, đút một tay vào túi quần và đội mũ lưỡi chai ngược. Phong thái thi đấu lạnh lùng, điềm tĩnh đến khó tin khi lập kỷ lục thế giới của Kim Jae-ji toát ra hào quang nhân vật chính tỷ phú elon musk thích thú bình luận vào clip viral kêu gọi cô nên đóng phim hành động vì thần thái không cần phải diễn kim Jae-ji dạng dỡ lúc nhận giải thưởng cùng đồng đội Jae-jin đối lập với nét mặt sắc lạnh trên trường bắn nữ xạ thủ cho biết bản thân ý thức được sự nổi tiếng của mình cô luôn tự tin và luôn cố gắng giành được ít nhất một huy chương vàng Jae-ji chia sẻ các hình ảnh vui vẻ thân thiết cùng đồng đội bên lề các cuộc thi đấu trên mạng xã hội cá nhân Nhan sắc đời thường của nữ xạ thủ được nhận xét có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Yeon Do Yeon. Với thành tích ấn tượng, Kim Jae Ji được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng trong trận chung kết nội dung súng ngắn 25m dành cho nữ. Mới đây, netizen tò mò về in tư của một nữ vận động viên trẻ tuổi nhất thi đấu ở hạng mục trượt ván tại Olympic Paris 2024. Mặc dù tuổi còn nhỏ, cô bạn đã thể hiện được những kỹ năng trượt ván chuyên nghiệp và tinh thần kiên trì đáng kinh ngạc. Người được nhắc đến chính là Trịnh Hảo Hảo, sinh năm 2012, hiện đang là thành viên đội tuyển trượt ván nữ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Trượt ván là một trong những môn thi đấu tương đối mới tại Olympics. Lần đầu tiên môn này được đưa vào thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Ít ai biết Trịnh Hảo Hảo bắt đầu bén duyên với môn trượt ván vào năm 7 tuổi trong một lần được bạn bè giới thiệu chỉ trong vòng nửa năm sau đó, cô bạn nhỏ Trịnh Hảo Hảo đã bắt đầu tập luyện các kỹ năng trượt ván chuyên nghiệp. Nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình, hào Hảo thường xuyên được mẹ dẫn đến các sân trượt ván chuyên nghiệp để tập luyện. Mẹ của Hào Hảo cho biết, thông qua tập luyện, cô bé đã thực sự hiểu biết và kết bạn với rất nhiều người bạn từ khắp nơi trên cả nước. Việc giao lưu với họ thực sự là điều khiến nữ vận động viên nhí hạnh phúc. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, tại giải đấu trượt ván Olympic ở Budapest. Trịnh hào hào không được vào tới bán kết nhưng nhờ điểm tích lũy cô bạn đã đủ điều kiện tham gia Olympic Paris 2024 và trở thành vận động viên trẻ nhất của đội tuyển Trung Quốc cô bé cũng chỉ vừa tốt nghiệp tiểu học ở thành phố Hệ Châu Quảng Đông vào đầu tháng 7 năm nay Trước Olympic Paris 2024, Hảo Hảo từng tham gia vòng loại của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 nhưng do giới hạn độ tuổi nên không được thi đấu chính thức. Sau đó huấn luyện viên đã đưa cô bé tham gia các giải đấu vòng loại khác để tích lũy điểm số và học hỏi kinh nghiệm. Những hình ảnh thi đấu của vận động viên Thomas Second thuộc đội tuyển bơi lội nước Ý tại Olympic Paris 2024 đang gây sốt mạng xã hội. Trong thời điểm Olympic Paris 2024 đang diễn ra, ngoài phong độ thi đấu và kết quả của từng bộ môn, thì nhan sắc của dàn vận động viên các nước cũng là điều được dân mạng để tâm. Một kính ngư đến từ nước Ý đang nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi vì rùa bùng nổ không kém tài từ màn ảnh. Đó là vận động viên sinh năm 2001, Thomas Second. Các video ghi lại khoảnh khắc thi đấu hay nhận giải của Thomas Second trên TikTok đều thu về hàng trăm nghìn lượt thả tim, lượt xem lên đến hàng triệu. Nhiều khán giả để lại bình luận suýt xoa trước nhan sắc của vận động viên này. Thích thóc chính thức của tạp chí danh tiếng Vox cũng đăng video với chú thích. Đúng thế, đây là nội dung mà chúng ta đang xem tại Thế vận hội năm nay. Ngoài nhan sắc lãng tử đốn tim người hâm mộ, Thomas Second còn chứng minh được bản lĩnh của mình tại Olympic Paris năm nay. Anh tham gia cả hạng mục thi đấu bơi lội cá nhân lẫn đồng đội, mang về nhiều thành tích tốt. Tại hạng mục bơi tiếp sức tự do 4 x 100m, anh và các đồng đội mang về huy chương đồng. Sau đó tại hạng mục cá nhân 100m, Thomas Second chính thức mang về tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic. Olympic Paris 2024 là thế vận hội thứ hai Thomas Second tham dự sau Olympic Tokyo và 4 năm trước. Trước khi trở thành nhà vô địch Olympic, Thomas Second đã là kỷ lục gia nắm giữ nhiều thành tích đáng nể. Anh giữ kỷ lục thế giới ở hai hạng mục bơi ngửa cự ly dài 100m và bơi tiếp sức tự do cự ly ngắn 4 x 100m. Ngoài ra anh còn giữ thêm hai kỷ lục bơi ngửa cự ly dài 50m và bơi bướm cự ly dài 50m. Thomas Second được người hâm mộ gọi với cái biệt danh là cá mập, sở hữu chiều cao gần 2m. Thomas Second đặt mục tiêu chiến thắng ở Olympics từ khi còn nhỏ. Khi mới là đứa trẻ, anh thường đi tập luyện cùng huấn luyện viên Alberto. Ước mơ của anh là muốn chiến thắng ở Olympics. Ngoài ra, tình yêu dành cho bơi lội của anh còn đến từ bố mẹ vì gia đình anh có truyền thống thể thao. Mẹ của Thomas, bà Georgia, từng là nhà vô địch trượt băng nghệ thuật. Trong khi đó, bố Loris của anh từng là vận động viên năm môn phối hợp. Anh trai Ephraim là người thường dẫn Thomas đi bơi thời thơ ấu, giúp anh nuôi đam mê. Ngoài bơi lội, Thomas Second còn thích cầu lông và từng cân nhắc lựa chọn giữa hai bộ môn này. Sau chiến thắng quan trọng tại Olympic Paris năm nay, Thomas Second chia sẻ anh cảm thấy rất phấn khích khi đứng trên bục cao nhất, khẳng định mức độ cạnh tranh trong giải đấu cực kỳ cao. Cứ mỗi 4 năm thì cuộc đua lại bắt đầu, chỉ cần bạn mắc một lỗi nhỏ thôi, bạn sẽ mất tất cả thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại